bảng xếp hạng của giải Ngoại hạng Anh. Sau vòng 31, Manchester City dẫn đầu với 74 điểm, đứng hai là Manchester tiếp 63 điểm, Leicester City xếp thứ 3 với 56 điểm, West Ham đứng thứ 4 với 55 điểm, Chelsea đứng 54 điểm, Liverpool xếp thứ 6 với 52 điểm, Tottenham đứng thứ 7 với 49 điểm, Everton đứng thứ 8 với 48 điểm, Arsenal xếp thứ 9 với 45 điểm, đứng thứ 10 là Leeds United 45 điểm, xếp thứ 1 là Aston Villa 44 điểm, Wolves đứng thứ 12 với 38 điểm, Crystal Palace xếp thứ 13 với 38 điểm, Southampton đứng thứ 14 với 36 điểm, Brighton đứng thứ 15 với 33 điểm, Burnley đứng thứ 16 với 33 điểm, Newcastle đứng thứ 17 với 32 điểm, Fulham đứng thứ 18 với 26 điểm, West Brom đứng thứ 19 với 24 điểm, cuối cùng là Sheffield United 14 điểm.